cái trái tim nhân ái và lòng nhiệt thành của mình, muốn đem lại cái lợi ích cho tất cả mọi người. Cô bây giờ cũng là chủ tịch của quỹ từ thiện Hàng Hữu, đã từng mổ hơn 4.000 cái trái tim của những đứa trẻ đã bị bệnh tại đất nước Việt Nam. Giờ đây chúng tôi xin giới thiệu diễn giả chính ngày hôm nay là cô Nguyễn Phương Hằng, và xin mời cô lên ghế danh dự ở phía trước. Đường về tới chùa này vắng một người, chỉ cười khi giang hải qua